Thì một số em vô ai vô ta thì các em sẽ không có thấy được cái phần máy ảnh mà nó vô thẳng cái phần gửi tiệp luôn đúng không? Nên là trắc nghiệm này ha, em vô trắc nghiệm thì em sẽ chọn đáp án nào đúng thì em chọn ra theo ví dụ nha. Đó. Khi mà em chọn hết rồi ở chỗ tư luận nè, tư luận mà nếu mà em gõ trực tiếp vô mà em sao không có gõ được lý thừa, đó, lý thừa nó khó gõ lắm. Vậy thì phần này mấy em làm trong giấy đi, có hai cách mà em làm trong giấy rồi mấy em sẽ làm xong đó, thì mấy em vô chỗ đính kèm tư luận này nè. Nếu mà mấy em chưa chụp ảnh thì mấy em vô cho đính kèm tự luận để em chụp. Còn không thì mấy em thu xuống, thu phím home xuống, mấy em ra máy ảnh nè. Mấy em dùng máy ảnh thì mấy em chụp ha. Dùng máy ảnh mình chụp. Sau khi mình chụp xong rồi mình vô chỗ đính kèm tự luận này là mình gửi. Mình chụp xong thì mình mở chỗ đính kèm tự luận ha. Đó, nhấp vô chỗ đính kèm tự luận này mình gửi. Ở đây một số em nó chỉ có nhấp vô chữ upload nè, nó hỏi bạn muốn cho phép chụp ảnh hay không. Đó là những em nào mà làm trên Google Chrome thì nó hỏi cho phép thì các em cứ cho phép trong thầy nha, cho phép thì mình mới chụp ảnh được. Cho phép ghi âm hay không, nếu nó hỏi chỉ cho phép hay không thì mình cứ cho phép hết đi. Một số em nói là nó chỉ có cái tệp thôi, không có chữ máy ảnh. Chỉ thì do các em chưa cho phép thôi. Nếu mà nó có tiệp không thì mình chụp máy ảnh bên ngoài nha các em. Các em chụp bên ngoài rồi mấy em vô chỗ bộ sưu tập nè. Rồi mấy em kia, tìm cái ảnh của mấy em gửi lên. Ảnh nào của mấy em đó. Hay như ảnh nào của mình đó, mình chụp rồi đó thì mình đưa lên thôi. Nó vậy là đưa lên rồi đó. Mình muốn đưa lên mấy tấm thì mình tiếp tục bấm vô cái chữ này mình đưa tiếp ha. Chữ tiệp nè, đưa tiếp lên. Mình chụp ở ngoài máy ảnh được cái lợi đó là máy ảnh nó chụp đẹp hơn các em. Hạn như còn bài nào của mấy em đó, mấy em kiếm mấy em đưa lên, nó nhìn đây không thấy thì vô bộ sưu tập này kiếm. Thường thường mình chụp hình thì trong bộ sưu tập nó có hết các em. Hạn như mấy em chụp ở đâu đó, bao nhiêu tấm thì mấy em đưa hết trơn lên ha. Nó cứ mỗi lần là đưa tấm. Sau khi mình nộp tự luận này xong nè, giờ mình sẽ bấm vô chữ nộp bài nha các em. Đó. Còn những em mà chỗ đây nó không có máy ảnh đó thì mấy em nhớ vào cài đặt ứng dụng mấy em cho phép máy ảnh ha. Mình nhấp cái phím bên trái nè, mình coi coi mình đang lập bài bằng phần mềm nào. Ở đây nó Zalo nằm riêng nè, rồi phần mềm này nằm riêng. Rồi vậy là mình đang làm bài trên cái trình duyệt Google Chrome. Còn nếu mà mấy em làm bài mấy em thấy nó nằm thẳng trong Zalo luôn á thì mấy em vào Zalo mấy em bấm cho phép nha. Làm xong mình bấm nộp bài nè, bấm chữ nộp bài nó sẽ nộp bài ha. Đó, làm xong bấm chữ nộp bài rồi bấm chữ hoàn thành cái là nó xong nha các em. Rồi những bạn nào mà làm ở trên Zalo nè, làm trực tiếp trên Zalo luôn á mà nó cũng không có chức năng chụp ảnh á, theo ví dụ nha, là nó vô trực tiếp bằng từ Zalo luôn nè. Số máy nó ở phần mềm khác nè, đây nè, nó nghĩa là mình đang làm trực tiếp trên Zalo luôn. Vậy thì khi mà em làm trực tiếp trên Zalo luôn mà lỡ chức năng máy ảnh không có thì mấy em làm sao? Thì mấy em chụp ở ngoài đi rồi mấy em gửi đính kèm lên luôn cũng được. Hay Zalo nó cho làm một lần, làm rồi nó không cho làm nữa hay các em? Giờ mình làm đúng một lần thôi. Khi mà em làm bài mà em nào có tài khoản em có thể đăng nhập cũng được. Đây thử ví dụ thử ha, đăng nhập thử.
Đây là làm trực tiếp trên Zalo nè. Rồi thầy thử bấm vô chữ đính kèm tự luận ha. Rồi bấm vô chữ up ảnh nè các em, bấm vô chữ up ảnh. À, số em nó nói là nó không có máy ảnh mà nó vô trực tiếp trong file này luôn đúng không? Vậy thì những em nào mà vô trực tiếp trong file này luôn thì mấy em bấm thu phím home xuống em ra máy ảnh em chụp ha. Rồi em vô bộ sưu tập nè, em kiếm em đưa lên. Rồi một số em nói là muốn có cái máy ảnh để chụp luôn thì làm sao thầy? Thì mấy em hãy vui lòng đóng cái này lại cái đi. Nó do Zalo nó chưa có cho cấp quyền cho cái máy ảnh đó các em. Các em đeo ra Zalo nè, em bấm đè Zalo lên. Đè lỡ tay, đè Zalo lên. Nó có cái mục thông tin ứng dụng nữa các em. Zalo đè vô một cái ha, cái nó hiện cái mục thông tin ứng dụng nè. Đó, mình vô chữ thông tin ứng dụng. Các em kiếm cái chỗ cấp quyền cho Zalo nè. Ngay chỗ quyền nè. Đó, nó bị thiếu cái máy ảnh nè. Đó, các em thấy cái chữ máy ảnh không? Nó bị từ chối nè. Em bấm máy ảnh vô. Cho phép nó ha. Rồi đó là mình cho phép nó xong rồi đó. Vậy thì Zalo cho phép cái máy ảnh rồi thì mình trở vô Zalo lại thì nó sẽ có máy ảnh thôi. Đây thử nè ha. Đây thì vô lại lúc này nó sẽ có máy ảnh cho các em coi nè. Đây ở chỗ đính kèm tự luận ở trên đầu nè ha. Đính kèm tự luận trên đầu nè. Lúc này chắc chắn là nó sẽ có máy ảnh tại thầy mới vừa cho phép máy ảnh. Đó, nó sẽ hiện máy ảnh ra nè, thấy không? Vậy thì các em nào mà không thấy máy ảnh thì các em sẽ vô chỗ cài đặt ứng dụng của Zalo ha. Chỉ gần ra ngoài màn hình mình đè vô cái Zalo một cái nó hiện cái chữ thông tin ứng dụng thôi. Rồi mình vô chỗ chỉ cấp quyền đó, mình cho phép quyền máy ảnh thì nó sẽ có máy ảnh nè. Đó, lúc này có máy ảnh này đúng không? Có máy ảnh rồi mình sẽ đưa bài mình vô mình chụp tới ha. Thôi ví dụ thôi. Đó. Khi cái em chụp em nhấp ngoài cái này ha, nhấp ngoài cái chỗ lấy nét. Mình chụp mình thấy chưa có được đẹp đó, thì mình chụp lại nha, đừng có gửi nha. Đó, chấp ngoài nè, nhấp ngoài cái lấy nét này, sau đó mình hãy chụp cho hình nó rõ mình hãy chụp. Mình nhìn lại coi hình nó đẹp chưa. Nó đẹp rồi thì mình hãy bấm chữ gửi nha. Em số em chụp thấy mờ quá mà cũng gửi nữa. Hình của mình chụp mình thấy đẹp rồi mình hãy bấm gửi lên. Nó đợi cho nó up file lên. Nó là được một tấm đó, nếu mà mình làm hai bài thì mình tiếp tục mình nhấp vô đây. Mình chụp thêm một tấm nữa hay các em. Chụp xong rồi bấm chữ xác nhận. Khi nào xong hết rồi mình bấm chữ nộp ha. Khi bài mình mà nộp bài không có tự luận là nó sẽ cảnh báo mình nó có muốn nộp bài hay không. Nếu mình chưa chụp tự luận thì nó sẽ ghi là bạn chưa gửi bài tự luận. Nó xong rồi thì mình bấm chữ hoàn thành là mình gửi bài thôi. Bấm chữ hoàn thành là xong rồi đó.